Chào toàn thể các bạn thợ đánh chim đêm nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới mắt 4/8, dòng lưới đánh tổng hợp tất cả những cái loại chim nhỏ. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái dòng lưới này, em cũng xin giới thiệu qua cái mẫu bán này. Bên cơ sở nhà em là bán tất cả những cái mẫu lưới đánh chim đêm. Thì bác nào mà đang nhu cầu sử dụng thì có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn hàng thì bên cơ sở nhà em là gửi toàn cả nước nhé. Đâm ra là anh em nào ở tỉnh thành nào mà xem được video mà cần lưới thì đều đặt được hàng và nhận được hàng nhá. Còn về dòng lưới hôm nay giới thiệu cho các bác là cái dòng lưới mắt 4/8 sợi cước 13. Dòng lưới này thì anh em đánh nhá, mua về đánh được con mắt đỏ này, mắt xéo này, chằng nghịch này, gà nước Ấn Độ, gà nước họng trắng. Thì đây là cái dòng lưới đánh tổng hợp những loại chim nhỏ và chống chèo rất là tốt. Về cái thông số lưới của nó thì đây các bác này. Thông số lưới của nó thì mắt lưới là 4/8 và đây là dòng lưới mắt ngang. Đấy, chiều cao mắt lưới là 150 mặt. Đối với hàng này thì bên cơ sở làm cho anh em là 5 dây 4 túi nhé. Hàng bảo hành đánh chống chèo cho anh em đấy. Đấy, còn sợi cước 13 này thì nó rất là manh. Đấy, ưu điểm của nó thì nó đánh như, ví dụ anh em đánh mắt xéo hoặc là mắt đỏ chẳng nghịch, ba con chim nó chèo rất là ác, thì anh em đánh cái dòng lưới này thì tỷ lệ chim nó chèo là hầu như là không có anh em. Đấy, hầu như là không có luôn. Đối với sợi cước này thì nhược điểm của nó đánh thì nó sẽ không được bền. Đấy, thì anh em sẽ sử dụng cái dòng lưới này chỉ đánh được tầm khoảng độ tầm hơn 4 tháng. Đấy, phơi nắng phơi mưa đánh là tự nhiên là được hơn 4 tháng. Còn anh em đánh giữ gìn, ví dụ như là cái tầm chim nó đi thì nó rơi tầm khoảng ngày 20 âm lịch, những cái dòng chim nhỏ này 20 đến 21 âm lịch đổ ra cho tới tầm mùng 10. Đấy, mùng 9 mùng 10 thì anh em đánh xong anh em thu lưới vào bao. Đấy, xong rồi anh em chờ đến ngày 20 anh em lại đánh tiếp chẳng hạn thế. Thế thì nó sẽ không bao giờ sợ bị hỏng lưới nhanh cả. Đấy, còn ví dụ anh em cứ phơi nắng phơi mưa trần xì ngoài trời thì nó sẽ được rơi tầm khoảng 4 tháng thôi. Đấy, còn nhôi cọc này. Đấy, nhôi cọc này khoang túi thì bên cơ sở em là hoàn thiện lưới hết rồi. Các bác mua về là chỉ việc chăng ra là các bác đánh thôi. Còn số lượng lưới thì các bác yên tâm nhé. Ở trong cái vụ mùa di cư từ tháng 7 này cho tới là tháng 10, tháng 11 âm lịch năm 2024 này thì bên cơ sở là nhận làm tất cả những cái mẫu lưới cho anh em. Thì luôn luôn là có hàng để đáp ứng cho các bác, thì các bác cứ yên tâm ạ. Đấy, còn một tay như em đang cầm đây là tay 50m này anh em này. Đấy, tay 50m này thì lưới của nó sẽ là 3 cọc. Còn 100m thì sẽ là 5 cọc. Còn tùy từng địa hình đánh của anh em thôi. Đấy, nhưng mà đánh mắt đỏ, chằng nghịch, mắt xéo thì thường thường anh em sẽ quay ô vuông một bàn. Thì lên sử dụng cho mình là hai tay 50 hoặc là một tay 100 dài đánh chạy đường bờ trục. Đấy, hai tay 100 chẳng hạn thế. Đấy, một bộ đồ của nó thì sẽ bao gồm đơn giản thôi, gồm lưới, gồm loa, gồm ôm ly. Còn tiếng thì anh em mua thì bên cơ sở là hỗ trợ tiếng cho anh em đánh rồi. Còn dòng lưới này thì hiện tại đang trong cái tuần trăng. Trong cái thời điểm này thì con mắt xéo, con chằng nghịch bắt đầu lên lưới, mắt đỏ cũng vậy. Đánh thì nó cũng đạt công, thì anh em đang đặt nhiều thì hôm nay bên cơ sở là hoàn thiện xong một lô 5.000m. 5.000m lưới mắt đỏ để phục vụ cho các bác thợ. Thì anh em có nhu cầu đặt hàng thì có thể là tham khảo liên hệ cho em qua số điện thoại để có màn hình video nhé. Các bác điện đến thì bên cơ sở là lên đơn gửi hàng cho các bác ạ. Một video thì em giới thiệu cho các bác là về cái dòng lưới mắt 4/8 sợi cước 13, chuyên đánh tổng hợp những cái loại chim di cư nhỏ nhé. Thì bác nào xem được video này cần thì liên hệ cho em. Bây giờ chào các bác đi.